Chiều ngày 7 tháng 11, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên tổ chức họp công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hòa Động. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, một số phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Hòa Động, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã thông tin nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với 73 hộ dân có 210 ngôi mộ phải di chuyển để thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hòa Động. Theo đó, công khai tổng số tiền bồi thường hỗ trợ của từng hộ dân, giá bồi thường đối với từng loại mộ được xây dựng khác nhau, các cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ được áp dụng theo quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, phát dự thảo phương án cho đại diện từng hộ dân để tự đối soát chi tiết theo thực tế xây dựng của từng ngôi mộ. Ủy ban dân huyện yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ủy ban dân xã Hòa Động thực hiện việc công khai các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án tại trụ sở Ủy ban dân xã, nhà văn hóa thôn, các khu dân cư có đất bị thu hồi để người dân nắm rõ, đồng thuận trong việc thực hiện dự án, tổng hợp các ý kiến tham gia của các hộ dân sau khi rà soát đối chiếu phương án của hộ gia đình mình, từ đó làm cơ sở đối chiếu, trình Ủy ban dân huyện điều chỉnh phương án và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân.